cần phải chế tạo một chiếc lốt thật tốt. Chúng ta phải làm một chiếc lốt từ thép có kết cấu đặc biệt bằng một công nghệ tiên tiến nhất. Đây sẽ là một dòng lốt thực sự phù hợp. Sản phẩm lốt ô tô toàn thép này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vì nó là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết. Lốt ô tô toàn thép Kasumina Radiant, khởi đầu chuyển động. Rất vui được gặp lại các khán giả của chương trình Xe và Phong Cách. Ngày hôm nay thì Quang Đạo sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe có thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ, rất hợp với các bạn trẻ. Và tất nhiên rồi, nhân vật của chúng ta cũng là một người rất có phong cách nữa. Hiện tại thì tôi đang liên lạc với anh ấy. Và đừng rời khỏi màn hình, một lát nữa thôi chúng ta sẽ được gặp gỡ nhân vật và chiếc xe này. Được giới thiệu lần đầu tiên dưới dạng concept tại triển lãm ECIMA 2012 tại Milan, Italia, Bentley BN600i trở thành dòng xe thành công của Bentley với lượng xe bán ra vượt trội. Chỉ trong năm 2014, lượng xe Bentley BN600i trên toàn thế giới vượt ngưỡng 100.000 chiếc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu neckbine Bentley BN600i đã tạo ấn tượng mạnh nhờ các chi tiết góc cạnh mạnh mẽ và thể thao mang phong cách Ý. Chiếc xe nổi bật ở hệ thống khung sườn dạng ống thép hiện đại kết hợp với khung nhôm bao bọc khối động cơ dung tích 600 phân khối. Phần đầu xe với đèn pha hỏa trộn thiết kế giữa Bentley TNT 899 và BN302. Toàn bộ hệ thống đèn báo rẽ, đèn phanh trên BN600i đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Nổi bật nhất trên Bentley BN600i là cặp bánh mâm bằng nhôm với kiểu dáng hiện đại kết hợp với phanh đĩa kép phía trước và phanh đĩa đơn phía sau đều sử dụng của hãng Brembo cho hiệu suất phanh rất cao. Hệ thống giảm sóc kép phía trước upside down của hãng Marzocchi và hệ thống giảm sóc monostock phía sau của hãng Sach giúp Bentley BN600i trở nên hiện đại. Với ngoại hình tinh tế và đậm chất thể thao cùng khối động cơ mạnh mẽ, Bentley BN600i là lựa chọn đáng giá trong phân khúc mô tô tầm trung. Chào anh Hiếu. Tôi là Quang Đạo, MC của chương trình Xe và Phong Cách. Chào Đạo, chào quý khán giả, mình là Hiếu. Đây là chiếc BN600 yêu thích của mình. Anh Hiếu này, trên thị trường thì có rất nhiều dòng neckbine của các hãng khác nhau. Vậy thì tại sao mà anh lại chọn chiếc xe này cho mình? Thì dòng Bentley này có lịch sử lâu đời của Ý và nó mới về Việt Nam và nó đang phát triển rất tốt ở Việt Nam. Đặc biệt là cái giá rất là cạnh tranh, rất phù hợp với túi tiền của nhiều bạn trẻ. Tôi nhìn qua chiếc xe này thấy rằng là thiết kế của nó khá là trẻ trung cũng như là mạnh mẽ, phù hợp với tất cả các bạn trẻ. Anh đã từng có những cung đường dài nào chạy với chiếc xe này? Ra ngoài Ba Vì, Linh Bình này và chuyến xa nhất của mình là lên Mai Châu, Hòa Bình. Do công việc thì mình chỉ đi được đến đó thôi. Như được biết thì đoạn đường đi Mai Châu thì có rất nhiều đoạn cua rất là gắt. Không biết là với kinh nghiệm của anh thấy việc điều khiển chiếc xe Bentley này thế nào? Trước khi mình sử dụng chiếc BN600 này, Bentley này thì mình cũng chạy một số các xe khác rồi. Cho nên cũng có một số kỹ năng cơ bản về khi mà điều khiển một chiếc xe phân khối lớn. Vì là khi mà điều khiển một chiếc này thì mình cảm thấy rất là an toàn. Mọi cung đường về đều an toàn, điều khiển rất đơn giản. Chơi ở dòng phân khối lớn này thì đoạn đường dài tất nhiên là rất là phù hợp rồi. Tuy nhiên thì có nhiều người nói rằng là đoạn đi trong phố thì hơi khó khăn. Không biết là với chiếc xe của mình thì anh có cảm thấy nó khó khăn khi mà đi trên những đoạn đường nhỏ hẹp ở trong phố không? Khi mà tắc đường thì nó cũng hơi mệt, thì xe các xác xe nó nặng hơn xe bình thường. Nhưng khi mà điều khiển quen rồi thì nó cũng bình thường thôi, không có gì. Chiếc xe này của anh đi được lâu chưa? Mình đi khoảng 5 tháng rồi. Không biết là việc anh mua chiếc xe này thì có gặp phải khó khăn gì không? Bentley thì đang được phân phối tại Việt Nam rất là nhiều. Vì thế khi mà mua cái xe này thì đơn giản thôi. Cũng như là nhiều người chia sẻ thì khi mà mua xe thì họ hay độ thêm những cái phần để tăng thêm tính thẩm mỹ này hay là sức mạnh cho chiếc xe. Không biết là chiếc xe của anh thì anh có làm điều đó không? Chiếc xe này của mình ấy chỉ lắp mỗi bộ chống đổ này thôi. Dạ. Để bảo vệ cái xe mà khi không may xảy ra thôi. Vâng. Còn về tổng thể cái xe thì mình vẫn để nguyên để zin vì cảm thấy nó cũng hài lòng rồi. Không biết là trên chiếc xe này thì anh Hiếu cảm thấy ưng ý nhất ở chi tiết nào? Thứ nhất là đôi bô. Đôi bô được treo ở đuôi. Nhìn cái chiếc xe nó rất là hầm hố và ngầu. Vâng. Tiếng bô cũng rất là hay. Một bô kép đúng không ạ? Đúng rồi, bô đôi đấy. Và điểm tiếp là phần khung sườn thể hiện sự mạnh mẽ của chiếc xe. Thế còn bên trong thì sao, anh ấn tượng gì với động cơ này? Cái động cơ này động cơ 4 xi lanh. Với cái động cơ này và cái mã lực của chiếc xe này cảm thấy rất hài lòng.
Anh Hiếu ạ, chiếc xe này được thiết kế nhỏ gọn cũng như động cơ mạnh mẽ, thì tôi có một thắc mắc là với những người với kinh nghiệm đi xe côn ít như tôi, không biết là việc điều khiển nó có dễ dàng không? Chiếc xe này là khá phù hợp với vóc dáng của Đạo đấy. Rồi. Cái vận hành của nó thì khá đơn giản thôi. Đạo muốn trải nghiệm nó thì xin mời. Đó là điều mà tôi rất là mong muốn, chỉ chờ câu nói của anh thôi. Cảm ơn anh. Benelli BN600i được trang bị động cơ DOHC 4 xi lanh, dung tích 600 phân khối, kết hợp hộp số 6 cấp, ly hợp ma sát ướt, cho công suất 82 mã lực tại vòng tua máy 11.500 vòng trên phút và moment xoắn 52 Nm tại 10.500 vòng trên phút. Động cơ mới cho phép Benelli BN600i tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5 giây mà vẫn chưa hết số 2 của hộp số. Khả năng tăng tốc nhanh khiến cho người cầm lái lần đầu sẽ bị bất ngờ. Một điều mà rất ít mẫu xe cùng phân khúc có được chính là hệ thống ly hợp và hộp số hoạt động rất êm ái, cho khả năng phản ứng chính xác và nhẹ nhàng, nên việc sang số từ neutral sang số 1 rất êm ái chứ không giật như một số mẫu xe cùng phân khúc. Tại những góc cua, việc trang bị lốp Messerler với kích thước 12/70R17 và bánh sau 180/55R17 đã giúp Benelli BN600i đảm bảo được độ ổn định cần thiết. Với mức giá chỉ 232 triệu đồng, người mê mô tô sẽ phải cân nhắc so với những chiếc xe cùng phân khúc. Đúng như là anh Hiếu có chia sẻ thì với những người ít kinh nghiệm như tôi, điều khiển chiếc xe này vẫn cảm giác khá là dễ dàng. Với tay lái cao, vào những đoạn cua không quá rộng và nhẹ nhàng nữa, tay côn không cho tôi cảm giác bị mỏi và tôi khá là thích chiếc xe này. Anh Hiếu này, trước khi mà đến với chiếc xe Benelli 600 của mình thì anh đã từng đi qua những chiếc xe nào rồi? Trước thì mình có đi qua là dòng Hornet 250 của Honda, CB400. Và mới đây nhất khi biết đến Benelli ấy, thì mình đã chọn Benelli 600 để trải nghiệm mới. Vâng. Xem cảm giác. Thế là ngoài cái sở thích về xe ra thì anh có sở thích nào khác không? Có, sở thích chụp hình. Chụp hình? Đúng rồi. Anh có phải là một người chụp hình chuyên nghiệp lâu năm không? Không, mình cái sở thích mà mỗi thời gian mình rảnh ấy thì mình đi chụp hình với xe này. Đó, có xả stress. Thế với chiếc xe hiện tại anh đã có một bộ ảnh nào dành riêng cho nó chưa? Mình có chụp nhưng cũng dòng BN600 này, nhưng nó là màu khác của bạn. Tức là của bạn anh chứ chưa phải là của riêng anh chiếc xe màu cam này, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì anh có muốn có một bộ ảnh riêng chiếc xe của mình với người mẫu của chúng tôi không? Rất sẵn sàng. Bây giờ thì chương trình sẽ có một thử thách dành cho anh, đó là 5 phút chụp hình người mẫu bên cạnh chiếc xe của mình. Và ngay bây giờ anh đã sẵn sàng chưa? Và mình sẵn sàng. Và anh Hiếu đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng đến với thử thách chụp hình cùng người mẫu của anh Hiếu. Bắt đầu. Thử thách đã kết thúc và với 5 phút vừa rồi thì anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy rất thú vị. Thú vị ở điều gì vậy? Đặc biệt hôm nay có mẫu, mẫu rất là đẹp và rất là phù hợp với xe. Điều thú vị đầu tiên là với con người mẫu của chúng tôi đã. Không biết là hai người trong quá trình làm việc với nhau thì có gặp khó khăn nào không? Mẫu diễn rất tốt. Và anh cảm thấy ưng ý chứ? Rất ưng ý. Và còn ưng ý hơn với những bức ảnh mà anh thực hiện không? Như vậy là anh Hiếu đã có những bức hình mà anh Hiếu ưng ý rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại thành quả mà anh ấy vừa thực hiện.
bạn có muốn trở thành người mẫu trải nghiệm trong chương trình Xe và Phong Cách không? Hãy đăng ký tại website xevaphongcach.net để có cơ hội sở hữu những bức hình ấn tượng cùng với những chiếc xe độc đáo chỉ xuất hiện trong chương trình Xe và Phong Cách hàng tuần. Thời lượng của chương trình Xe và Phong Cách ngày hôm nay cũng đã hết. Thay cho lời cảm ơn từ chương trình, chúng tôi có một món quà gửi tặng anh. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và cũng như để thay cho lời chào tạm biệt, xin được cảm ơn Casumina, công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những chiếc xe này chỉ là phương tiện, bạn chính là tài sản vô giá. Hãy lựa chọn an toàn cho chính bạn, người thân và cộng đồng. Euromina, chuyên gia lắp xe ga. Mời quý vị và các bạn hãy truy cập website xevaphongcach.net để cập nhật thông tin về nhân vật tham gia trong chương trình Xe và Phong Cách hàng tuần, khám phá những chiếc xe độc tại Việt Nam và tham gia đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Casumina.